Audio Jungle. Audio Jungle. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái series mua hàng trên mạng. Hôm nay mình sẽ khui hợp một hai đôi dép lê quai ngang kiểu thể thao và nó chống thấm nước. Cái này thì mình mua vẫn là trên Lazada. Nếu các bạn nào quan tâm đến cái sản phẩm này thì mình có để link ở bên dưới. Giờ mình sẽ khui hộp. Cái này thu hộ là 258.000 mà sao lúc nãy lấy mình 300 mấy dữ ta. Này mình sẽ hỏi lại mới được. Mình mua một đôi size 40, một đôi size 42. Hai đôi thế này. Rồi, một đôi đầy nuôi số 9 luôn chứ không có số nữa. Mình xem hai đôi này nó cỡ một cỡ nha, cái này to hơn. Đó, cao su đặc, đúng là được chống thấm nước thật. Mang đôi này mình nghĩ là khá là lâu mòn đó. Giá của đôi này là 108.000 ở cái thời điểm hiện tại làm video nha. Cũng rất là đẹp á, Superstar. Ở đây là không chỉ nó dán keo mà nó còn may dính luôn, nên các bạn đừng có sợ nó sẽ bung rồi nha, khá là chắc á. Đẹp, nhưng mà trên dài trên đôi dép này nó không để số nha. Ủa, 40 rồi, bên này là 42. Rồi, video mình đến đây là kết thúc ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.